miệt thứ truyền tình vì cộng đồng. Sáng ngày 27 tháng 7, ngày thứ 8 giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn huyện An Minh, nhóm thiện nguyện chị và em đã đến chợ cá thứ 11, vận động bà con tiểu thương đóng góp thực phẩm tươi sống và hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ một phần cho bếp cơm tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn và bếp cơm thuộc Trung tâm Y tế huyện An Minh. Chia sẻ với Miệt Thứ, anh Phước Hậu, thành viên nhóm thiện nguyện chị và em, người giữ trọng trách điều phối thực phẩm tiếp tế đã cho biết. Thì hôm nay nhóm thiện nguyện chị và em đã có đến chỗ Xuân Hậu để vận động những cái phần quà cũng như là rau củ quả, thực phẩm để cho những cái bà con là do cái dịch này bị cách ly phong tỏa, không thể nào mua những cái nhu cầu ăn uống trong ngày được, cho nên ở đây tôi xin đại diện của nhóm thiện nguyện chị và em xin cảm ơn bà con tiểu thương trên cái quà cá này, một lần nữa kính chúc sức khỏe bà con. Chia sẻ với Miệt Thứ, chị Cẩm Hà, trưởng nhóm thiện nguyện chị và em đã cho biết. Hiện tại, chúng ta đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố, tổ nhân dân cách ly với tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp cách ly với khu phố, ấp, xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thành phố cách ly với quận, huyện, thành phố trên toàn địa bàn tỉnh Kiên Giang. Vì vậy, bà con xin hãy ở yên tại nhà và chỉ đi chợ theo quy định ghi rõ trên phiếu đi chợ, chỉ ra đường trong trường hợp cấp thiết. Bà con mình có mong muốn đóng góp nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống với mục đích hỗ trợ thực hiện công tác thiện nguyện, xin hãy liên lạc với Cẩm Hà theo số điện thoại đã hiển thị trên màn hình. Nhóm thiện nguyện chị và em sẽ đến trực tiếp vận chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh trong ngày. Xin cảm ơn bà con và chúc bà con có nhiều sức khỏe, vững tinh thần chống dịch Covid-19.